Nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân sinh viên tiêu biểu đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, tập thể sinh viên năm tốt và giải thưởng sau tháng giêng năm học 2022-2023. Theo đó, khen thưởng cho 29 tập thể sinh viên năm tốt, 74 sinh viên năm tốt tiêu biểu và 167 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Bên cạnh đó, cũng xét trao giải thưởng sau tháng giêng cho 96 sinh viên nghiên cứu sinh. Trong số này, tỉnh Vĩnh Long có một sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt là em Cao Phước Trung, sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây. Hai sinh viên đạt giải thưởng sau tháng giêng là em Bùi Thảo Hân, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long và em Trần Phương Thanh, sinh viên trường Đại học Xây dựng miền Tây. Danh hiệu sinh viên năm tốt và giải thưởng sau tháng giêng là danh hiệu cao quý của Hội sinh viên Việt Nam dành cho những sinh viên tiêu biểu xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tham gia tốt các phong trào đoàn hội, hoạt động cộng đồng, đồng thời cũng hội đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập.